là người đẹp mang số báo danh 079 Vũ Hải Hà. Hải Hà cao 1m67, nặng 50kg với các chỉ số 85, 62, 90. Vẫn đến với phần thi của sinh nam số báo danh 081 Phạm Diệu Linh. Phạm Diệu Linh cao 1m67, nặng 53kg với các số đo 87, 64, 91. Thi tiếp theo mang số báo danh 051 Phan Thị Diễm Châu. Diễm Châu cao 1m68, nặng 50kg với các chỉ số hình thể 80, 61, 88. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 964 Phan Hoàng Minh Thư. Phan Hoàng Minh Thư cao 1m68, nặng 50kg với các số đo 84, 62, 89. Số báo danh 089, người đẹp Trịnh Thị Minh Huệ, cao 1m68, nặng 53kg với các chỉ số 84, 64, 90. Chúng ta đang đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 437 Nguyễn Linh Chi. Nguyễn Linh Chi cao 1m68, nặng 52kg với các chỉ số 82, 63 và 90. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình thể của thí sinh mang số báo danh 302 Đậu Thị Hồng Phúc. Đậu Thị Hồng Phúc cao 1m68, nặng 51kg với các chỉ số 83, 65, 91. Trên sân khấu lúc này là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 045 Nguyễn Ngọc Hiệp. Nguyễn Ngọc Hiệp cao 1m68, nặng 50kg với các số đo 85, 63, 91. Chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn dự thi của thí sinh mang số báo danh 004 Vũ Thị Anh. Vũ Thị Anh cao 1m69, nặng 51kg với các chỉ số 80, 60, 90. Trên sân khấu lúc này là phần dự thi của thí sinh nam số báo danh 851 Nguyễn Minh Ngọc Trâm cao 1m69, nặng 56kg với các số đo 84, 63, 89. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay sau đây người đẹp mang số báo danh 845 Hồ Thị Oanh Yến. Hồ Thị Oanh Yến cao 1m69, nặng 54kg với các số đo 85, 62, 90. Chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh nam số báo danh 215 Nguyễn Thị Ngọc Hà. Nguyễn Thị Ngọc Hà cao 1m69, nặng 50kg với các số đo 84, 62, 89. Người đẹp dự thi trang phục áo
có danh 158 Lê Thị Mây. Lê Thị Mây cao 1m69, nặng 48kg với các chỉ số 82, 59, 87. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 053 Trần Thị Diễm Hương. Trần Thị Diễm Hương cao 1m70, nặng 49kg với các số đo 83, 58, 88. Số báo danh 067 Lê Hoàng Bảo Ngọc. Lê Hoàng Bảo Ngọc cao 1m71, nặng 55kg với các số đo 79, 60, 91. Xin mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 789 Nguyễn Thị Vân, cao 1m71, nặng 52kg với các số đo 87, 61, 90. Xuất hiện trên sân khấu giờ đây là thí sinh mang số báo danh 737 Vũ Thị Hoàng Điệp. Hoàng Điệp cao 1m72, nặng 50kg với các chỉ số 83, 60, 89. Chúng ta đang đến với phần thi của thí sinh mang số danh 632 Võ Thị Lệ Thu. Võ Thị Lệ Thu cao 1m72, nặng 51,5kg với các số đo 77, 62,5, 87. Người đẹp tiếp theo mang số báo danh 103, Bùi Thị Ánh Tuyết. Bùi Thị Ánh Tuyết cao 1m73, nặng 50kg với các số đo 89, 61, 89. Chúng ta đang đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 063 Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung cao 1m75, nặng 52kg với các số đo 86, 62, 90. Mời người đẹp mang số báo danh 018 Lâm Thu Hằng. Lâm Thu Hằng cao 1m76, nặng 60kg với các số đo 83, 64, 91. Xin mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 189 Nguyễn Thị Hồng Nhung. Nguyễn Thị Hồng Nhung cao 1m76, nặng 57kg với các số đo 85, 64, 97. Người thí sinh mang số báo danh 087, Trần Thị Thùy Dung. Thùy Dung cao 1m78, nặng 61,5kg với các số đo 86, 62, 91.